Hello, hello, xin chào mọi người đã quay trở lại với kênh video YouTube. Thì hôm nay với cái chuỗi series về tìm những cái đồng hidden game, thì hôm nay Quang muốn được giới thiệu cho bạn về một cái đồng token mà ở cái chuỗi series này Quang muốn giới thiệu, đó chính là cái đồng Dora Factory. Thì cái hàng dự án Dora Factory ấy, nó là một cái dự án mà theo bản thân thì mình đánh giá khá là tiềm năng, thì các bạn có thể nên tìm hiểu, bởi vì nó là một cái dự án về DAO hỗ trợ rất là nhiều nền tảng hot trong tương lai như là Polkadot hay là cả sửa là ETH. Đó là những cái mà các bạn có thể hình dung qua cái video clip này, thì Quang sẽ gửi đến các bạn ở những cái thông tin tiếp theo mà Quang sẽ review đó. Thì ok, thì bây giờ Quang sẽ review cho bạn chi tiết hơn về cái thằng Dora Factory này. Thì thằng Dora Factory này thì nó là một cái dự án làm về DAO đó. Dự án làm về DAO, các bạn có thể tìm hiểu đấy. Đầu tiên nó đã có một cái câu chữ đây là DAO as a server, thì nó là một cái về DAO cho dành cho những cái dự án phát triển trên cái thằng này, những cái thằng là muốn những cái dự án nào hay là những cái cộng đồng họ muốn sử dụng, hay những cái user họ muốn sử dụng, muốn cái tạo DAO, muốn tạo DAO ở trên tạo những cái DAO ở trên thằng Factory này, thì có thể tạo trên đây và sử dụng nó. Thì DAO là gì? Thì đó, thì DAO là gì? Thì câu hỏi ra DAO là gì? Thì dành cho các bạn là chưa biết, thì DAO nó là một cái một tổ chức phi tập trung, nó được xây dựng dựa trên quy tắc mã hóa các chương trình, được vận hành một cách tự động, loại bỏ hoàn toàn các cơ quan quản lý trung ương với hệ thống kiểm soát phi tập trung, do đó nó không thể bị ảnh hưởng bởi quốc gia nào. Thì một cái ví dụ đơn giản mà các bạn phải hình dung đó là một cái chiếc máy, khi mà bạn tưởng tượng một cái chiếc máy bán hàng nó hoàn toàn tự động, là vừa có thể lấy tiền của bạn, sau đó nó sẽ đưa cho bạn một chai nước ngọt, đồng thời nó cũng sẽ sử dụng cái đồng tiền đó để nhập thêm hàng để bán, và tự động tự đặt cái dịch vụ vệ sinh cũng như là cái trả tiền cái thuê mặt bằng cho nó. Bên cạnh đó thì bạn và những người mua hàng có quyền cái biểu quyết là cái máy này thì sẽ có thể cung cấp thêm được những cái và mặt hàng gì, như là nước Coca hay là Pepsi nhá, đó rất đơn giản, hoặc là và nó có cái mức độ vệ sinh cần được làm sạch là bao nhiêu đó, và nó sẽ vẫn tự vận hành và không cần phải người quản lý hay là tất cả đều lập trình sẵn cả. Đó là một cái về ví dụ về điển hình về DAO cho bạn thấy hình dung hơn, thì tức là nó sẽ những cái DAO này nó sẽ tự động chạy, và các bạn sẽ những cái người sử dụng nó sẽ có quyền biểu quyết và để thay đổi những cái là một số cái gọi là những cái gọi là cái nó cái mà nó phát triển đó. Thì ok, thì để hình dung cho anh em dễ hình dung hơn thì mình sẽ dùng ETH làm ví dụ đơn giản. Đó là cái thằng Dora Factory ấy, thì nó đang xây dựng một cái nền tảng cung cấp cơ sở hạ tầng cho các dự án tương tự như Ethereum, nhưng sẽ tập trung hơn về những cái mảng cung cấp về là công cụ về phát triển dành cho phát triển DAO đó. Ở đây có thể để ý nó có nó còn nói về khá là nhiều DAO as a server đó. Thì cái thằng token thì qua nói thế, thì vậy cái thằng token DAO Dora này nó có đóng vai trò như thế nào trong hệ sinh thái của Dora Factory? Thì anh em cứ tưởng tượng nó giống như gas fee, giống như thằng Ethereum ETH đấy, nó ấy cho dễ hiểu. Cũng kiểu là khi mà anh em giao dịch những cái giao dịch mua bán thì nó sẽ tính một cái lượng lượng phí nhất định, thì cái thằng Dora nó cũng sử dụng như vậy. Là khi là À, như khi là anh em là khi mọi người là cứ giao dịch phát sinh nào đó thì nó sẽ hoặc chuyển tiền thì nó sẽ phát sinh dùng đến là phí ở Dora, và sau khi chính thức mainnet thì tức là cái thằng là Dora Factory ấy, nó sẽ có một cái gọi là mainnet riêng, tức là nó sẽ có smart contract, đó là một cái mạng blockchain riêng của nó khi mà nó sẽ khởi chạy mainnet ở trên Polkadot các bạn nhé, là Kusama. Thì nó đang chuẩn bị đấu giá ở trên Kusama bằng Kusama đấu giá cái Parachain ấy. Parachain thì các bạn có thể đợi nó để tìm hiểu thêm, nhưng mà mình nghĩ rằng là sau khi mà nó đã đấu giá trên Parachain rồi, chắc chắn là cái giá hiện tại nó sẽ không có gọi là thấp như bây giờ nữa. Thì đây hiện tại là giá nó đó khoảng là 8 đô la đó. Thì nghĩ rằng là sau khi nó đấu giá Kusama xong thì chắc chắn là nó sẽ không phải mức giá này đâu đó. Đây này, một cái gọi thông tin mà muốn được chia sẻ riêng các bạn đó. Thì cái thằng này sau khi nó đấu giá trong trên Kusama xong, thì cái thằng ngoài ra cái thằng đồng token Dora ấy, thì nó có được dùng để tham gia cái việc là staking đó. Việc là các bạn có thể staking ở trên đây, các staking ở trên khu vực này này, các bạn có thể staking cũng như là tham gia về bầu bầu chọn và cho những cái dự án mà hack link tiếp theo, tham gia bỏ phiếu để biểu quyết các tính năng quan trọng của Dora Factory. Thì dành cho bạn nào chưa biết về hackerlink, nó là một cái cộng đồng về những cái deep một cái hacker cộng đồng hacker khá là nổi tiếng ở trên toàn thế giới, với tụ tập rất nhiều những người deep rất là giỏi, những cái tài năng họ ở trên đây, mà những cái deep ở trên
Adora Factory là những cái cộng đồng này họ sẽ trên đây họ sẽ sử dụng trên cái nền tảng của thằng Dora Factory này để cung cấp cho những cái dự án hay là những cái doanh nghiệp họ muốn được sử dụng cái DAO trên cái thằng Dora Factory, và cung cấp để và sau khi họ đã xây dựng được nó xong trên đó thì họ sẽ được trả về một cái lượng token Dora nhất định, đó là cái phần thưởng họ. Vậy cái thằng cá nhân mình thì mình đánh giá là cái thằng hệ cái hệ sinh thái siêu khủng nào mà nó có token chuẩn để làm phí hay là cũng để dùng để làm DAO, dùng làm DAO tích cực như vậy, dù làm DAO tech như vậy thì nó khá là hay, cũng như là cái việc phát triển khả năng của nó thì cái lượng cung cái lượng cầu của nó khá là nhiều ấy, hay là mình nghĩ đánh giá đây là các bạn có thể một cái điểm các bạn để lưu ý. Vậy cái hệ thống Dora Factory sẽ được quản trị như thế nào? Thì Dora Factory sẽ thuộc quyền sở hữu của cộng đồng của những người nắm giữ token Dora, người sẽ chuyên về quản trị trên chuỗi này đó, thì những người nắm giữ token này sẽ được phép tham gia và bỏ phiếu để quản trị hệ thống, quyết định những cái thay đổi nâng cấp lớn theo cơ chế của quản trị phi tập trung DAO. Dự kiến là thì trong khoảng quý 1 năm 2021 năm 2022 thì nó sẽ chính thức được gọi là được triển khai trên Kusama, tức là được đấu giá được triển khai trên Kusama và hoạt động ổn định ấy. Đó. Thì sau khi nó sẽ balance ở trên balance của Kusama được gọi là gắn ở trên thằng Kusama thì nó sẽ hoạt động đi vào ổn định. Đó. Vậy thì và nữa là cái thằng hệ thống một cái hệ thống quản trị của nó ấy, thì nó sẽ là như thế sau, thì nó sẽ cũng dùng là để là tăng giảm lượng staking đó, thì có thể nó là một cái lượng gọi là những người đưa ra thì có thể là tăng giảm lượng staking này, thêm các blade này, đốt token này, sử dụng quỹ của Dora để cho việc tài trợ những quỹ mở hay là quỹ cộng đồng, tổ chức những cái event này online này, bao chi này, hay là bầu chọn các advisor hay là các colleagues. Thì hệ thống Dora sẽ được quản trị bởi hai bộ phận thì bao gồm là Government DAO hay là gọi là những cái voter, những người nắm giữ token. Thì khi bạn những cái nắm giữ token này bạn stake Dora trên đó thì là gọi là những cái voter. Do Coty là một những là đội ngũ phát triển chính của Dora Factory chịu trách nhiệm phát triển những cái tính năng hệ thống như đã đề ra ở Dora Mark mà sau khi đã đưa lên đó. Vậy thì tokenomics về bức tranh kinh tế của Dora Factory là như thế nào? Thì token Dora Dora được sử dụng làm cái token quản trị và tiện ích được sử dụng để trong các sản phẩm hệ sinh thái của Dora Factory. Thì anh em có thể tham khảo một cái số gọi là cái user một cái sử dụng cái Dora Factory ở dưới đây. Nó coi đây. Trên web cũng khá khó cái nhiều rồi. Đây. Hệ thống sử dụng ở trên đây cái nhà Dora sử dụng là cơ chế là đồng thuận là Board Stake này. Long Long Mr. Board Stake như là sau khi được develop là được tức là được gắn chính thức trên Mainnet là trên Kusama hoặc là Polkadot, thì các Dora đấy, là các Dora holder của Dora đấy thì có thể đăng ký trở thành những cái vay những validator hoặc đơn giản là làm một là nominator thông qua các việc là ủy thác đô như được là stake stake Dora cho các validator và chia sẻ lợi nhuận đó. Thì tỷ lệ lạm phát của Dora cũng dùng để trả cho các validator và nominator, tức là khi mà các bạn stake những cái đồng Dora này các bạn sẽ nhận được những cái đồng mà sẽ nhận nhận được về Dora đó, thì sau khi những cái tức là nó sẽ có một cái cơ chế giảm phát của nó nữa, là ở đây mình sẽ cho bạn xem một cái cơ chế giảm phát của nó là sau khi là những cái user sử dụng như những cái dự án blockchain họ muốn sử dụng vào cái thằng Dora Factory này họ sẽ phải stake một cái lượng đồng Dora nhất định đó, thì sau khi họ stake một đồng Dora nhất định thì để làm stake ra lên đây thì họ sẽ được build ở trên Binance. Thì sau những cái lượng sở tích ở trên Binance này xong thì một cái lượng token ở trên Binance này sau khi được áp down nó sẽ tự động bull đi để giảm lượng cung ở trên thị trường, nên là cái vấn đề về việc là cung là stake các bạn, khi các bạn stake ở trên đây mà nó ra Dora thì cái lượng cung nó luôn tạo ra hàng ngày thì nó sẽ có một cái cơ chế ở đây là bull token cho các bạn rồi, nên là các bạn mà nên là mình nghĩ là không phải vấn đề lo vấn đề về cái lượng lạm phát của cái thằng Dora nữa đó. Thì ok, thì có một cái nữa là chính là cái network là chính là cái mainnet của cái thằng thằng Dora này, thì nó chính là khi mà các DAO được khởi tạo và sử dụng cái banet đó. Khi mà các DAO mà được khởi chạy ở chạy trên Dora Factory ấy, thì sẽ phải trả phí cho mạng lưới bằng cách là stake cái DAO DAO đi đó, stake cái DAO này ở trong cái thằng Dora Factory và sẽ có một khoản phí nhất định đó. Thì những cái người mà stake những cái người mà mọi người dùng ấy, họ stake DAO ở trên đây khi mà stake vào những cái ballet này thì họ sẽ nhận được một cái
gọi là nhận được một những cái đồng token của những cái dự án này hạn đó, cực kiểu vậy. Và hoặc là trên hoặc là stake được những cái đồng Bura đó, đó chính là dành cho phân thì đó là vừa rồi thì Quang đã giới thiệu cho bạn về cái như là cái phí giao dịch, cái Ledger code của nó, nhưng là cái phí giao dịch thì tất cả trên mạng lưới của thằng Dora Factory ấy thì nó đều sử dụng là cái thằng Dora này hết đó. Thì có thể hình dung như thằng Ethereum hay thằng Binance Smart Chain, thằng BNB ấy, nó cái việc sử dụng cái đồng token nó đồng token nó thì cực kỳ là hiệu quả về việc tăng giá cho cái đồng token sau này. Nhưng là cái việc cơ chế đốt của này cũng đã có là sau khi các bạn xích xong thì những cái phần thưởng mà các bạn nhận được tech ấy là từ những cái việc là những cái doanh nghiệp liên doanh này, họ những cái doanh nghiệp liên doanh họ stake DAO đây và họ sẽ trả ra phí, thì từ những cái phần thưởng stake DAO, những cái stake DAO ở trên cái ballet này họ sẽ trả về cho những người stake DAO như các bạn đó. Thì đó là cái cung ra, và sau khi mà cung ra nữa thì họ sẽ tự động bull đi đó, nên là cái lượng đồng token Dora ngày càng nó trở nên khan hiếm đó. Thì bây giờ giá của nó thì bây giờ mình xem nhé, giá của xem của thằng cái thằng Dora Factory này thì có thể hình dung đó là bây giờ là khoảng tầm 8 triệu à, 8 8 8 đô đấy. 8 đô và cái market cap nó chỉ khoảng dưới 20 triệu đấy, dưới 20 triệu thì mình đánh giá đây là một cái dự án mà nó một cái dự án đa nền tảng. Thì cái thằng Dora Factory ấy, nó là một cái dự án là làm về là trên nền tảng thằng Ethereum cũng như là Polkadot, cũng như là sắp tới nó sẽ làm thêm rất là nhiều cái thằng nữa đó, rất nhiều thằng nữa. Nên là các bạn nghĩ nên mình nghĩ là đây là một cái dự án nó khá là tầm gọi là về cái công nghệ, mà công nghệ nó khá là hay. Thì nghĩa là đây một cái mức giá 20 triệu thì cũng giá một cái mức giá khá là tiềm năng để các bạn đầu tư, bởi vì cái thằng ôn thai của nó rơi đâu đó khoảng tầm 5-60 đô các bạn ạ, 5-6 đô cơ mà đó. Thì khi tại sao mà cái đồng của nó lại khi mà mới được ra thị trường mà nó lại để cao như vậy, bởi vì khi cái thằng Dora Factory nó ra một thời điểm lúc đó là thị trường đang ở trong cái giai đoạn là uptrend, nên là khá là FOMO khi mà cái dự án này nó mới bắt đầu ra thì nó đã FOMO một phát là lên tới giá đâu đó là khoảng tầm 5-6 đô. Và cái giá của nó khi mà mới bắt đầu ra đã là khoảng 25 đô các bạn có nhìn này, nó mới chạy ở đoạn đầu khi mà dip như một phát đã 25 đô rồi, và các bạn đã mua được cái giá là khoảng 8 đô đấy, 8 đô rẻ hơn khoảng đâu đó khoảng 3 lần so với cái giá khi dip đó. Thì đó, khi dip sàn đây đó, thì đánh giá đây là một cái giá mức giá khá là tiềm năng rồi, khá tiềm năng để các bạn đầu tư, bởi vì mức giá thấp nhất của nó thì đâu đó chỉ khoảng tầm 4-5 đô thôi, 4-5 đô thì bây giờ nó mới chỉ có khoảng tăng lên đâu đó khoảng tầm 40 lần vậy, 40 lần giữa cái giá đó giờ mức giá thấp nhất. Mà mình các bạn có thể để ý một cái nữa là cái quỹ, những cái quỹ đầu tư của họ đó. Thì mình nói qua một cái chút về những cái thằng ngọc bách, những cái thằng hỗ trợ sau của cái thằng thằng DAO, thằng Dora Factory này. Thì thằng Dora Factory nó hỗ trợ bởi vì thằng thằng hacker link đó. Thì mình vừa giới thiệu qua là hacker link nó là một cái cộng đồng về developer rồi, thì cái user của họ cực kỳ là nhiều luôn, những cái sản phẩm họ đưa trên khi mà đưa trên Dora Factory này nó cực kỳ là nhiều không bao giờ hết, bởi vì họ có sở hữu một cái cộng đồng cực kỳ lớn. Nên là anh em yên tâm cái việc mà nó cái dự án nó có phát triển hay không. Thế thì mình nói một chút là backer về cái việc là backer lớn nhất của cái thằng Doja nữa, đó chính là cái thằng hacker link này, thằng hacker đó. Cái thằng đó thì đó thằng thằng Doja hack, thì các bạn hình dung thì thằng Doja hack này nó là một trong những cái Doja hack thì nó là một cái đơn vị là chuyên tổ chức cái những cái cuộc thi về hacker, cuộc thi về những cái hacker mũ trắng để chơi mọi những cái tìm kiếm những cái tài năng trẻ, những cái tài năng về hacker này đó, để chơi mộ và tìm những cái dự án đó. Thì đây cũng là một cái nơi giao lưu mà hacker ở trên toàn thế giới, với cái số lượng mà người dùng đang hoạt động là trên khoảng 50.000 người đó. Thì anh em có thể tìm hiểu thêm về Dora Hack trên cái trang của họ để thể tìm hiểu sâu hơn đó. Thì cái thằng Dora Hack này thì cũng đã thành lập được từ 2014 và đã Dora Hack này các bạn thấy Dora Hacker này đấy, được tin cậy vào rất nhiều những đối tác ở trên này, OKX này, Hopman này, Huobi này, Hset này, rất nhiều những cái quỹ, những cái bên nó rất là được tin tưởng. Đấy. Thì Dora thì cái thằng Dora Factory ấy thì anh em có thể hiểu đơn giản là một nó là một Dora Hack nhưng mà phiên bản của blockchain đấy, thì nó là một cái Dora Hack, thì tức là nó là một cái dự án Dora Factory ấy, nó là một cái Dora Hack dựa trên blockchain đó, thì nó cũng khá là hay. Thì vấn đề lớn nhất thì anh em hình dung rằng là cái vấn đề lớn nhất của một cái thằng blockchain layer 1 như kiểu Ether layer 1 đấy, tức là về là kiểu là về vấn đề về chính là cái layer, thì những cái layer 1 mà khi họ ra đời ấy thì cái điều mà vấn đề lớn nhất của một cái dự án ấy thì đó chính là việc hệ sinh thái của người dùng. Nhưng mà thằng Dora Factory ấy thì nó đã có một lượng người dùng đông đủ đông đảo rồi đó,
khoảng hơn 50.000 người rồi đó, và một và rất nhiều một cái và rất được và rất nhiều cái được dự án được interview, tức là được gửi lên từ cái thằng Dora Hack nữa đấy, và được cộng đồng hacker toàn cầu đấy. Thì đây là Dora Hacker, là một cái cộng đồng hacker lên toàn cầu, phong cách hacker đó. Thì đó chính là họ, cái là Dora Factory ấy, nó sở hữu một cái cộng đồng rất là mạnh đó. Mình đánh giá đây là về cái cộng đồng đó. Thì ngoài ra thì anh em thêm có thể tìm hiểu ở trên cái phần Picker của họ nữa, về những cái dự những cái Picker mà họ hỗ trợ, như là Hacker này, là GC Venturi này, đấy, rất nhiều của những cái quỹ ở đây họ đầu tư vào cái dự án của thằng Dora Factory này. Thì mình nghĩ rằng đây là một cái dự án này cực kỳ, gọi là với cái lượng Picker, nhưng là cái lượng người dùng mà trong tương lai mà họ có thể phải triển khai như thế, mà với cái mức giá mà đâu đó thì dưới khoảng tầm 20 triệu đô đấy, mức giá mà cái market cap nó khoảng 20 triệu đô mà mức giá khoảng 8 đô la vậy, đã rất là rẻ rồi, mình khá là rẻ. Và mình nghĩ rằng đây là một cái đồng token mà mình cũng sẽ tham gia. Bởi vì sao? Bởi vì bạn để hình dung đây là cái lượng token đó này, nó chỉ có khoảng tầm đâu đó khoảng 10 triệu đồng token thôi đó. Thì bạn thấy hình dung xem là khi mà cái dự án này mình nghĩ là ít nhất nó phải tầm vài trăm triệu đô trở lên đó. Không phải FOMO, nhưng mà ý mình nghĩ rằng là đây là một cái mà mình tin tưởng rằng là dự án nào vẫn nó có thể làm được như thế. Bởi vì cái dự bởi vì những cái backer mà họ đang có, về cái user họ sử dụng đó, thì anh có thể nghiên cứu về tìm hiểu hơn thêm về cái dự án này để có thể ra quyết định cho mình. Thì vừa rồi thì Quang đã review cho bạn xong qua về cái dự án là Dora Factory. Thì nếu bạn nào có những cái câu hỏi hay là những cái giải đáp thắc mắc gì thì các bạn có thể comment bên dưới, thì mình có thể giải đáp cho các bạn hơn về cái thằng Dora Factory này các bạn nhé. Thì thằng Dora Factory hiện tại đang giao dịch ở trên khá nhiều sàn các bạn ạ. Đây có thể nhìn ở đây, đó là OKX này, ZP này, MXT này, BitMark này, KuCoin cũng có này, Uniswap thì bạn có thể sử dụng điều này, Hobit này đó. Thì có khá là một khá số nhiều sàn lớn đây anh em có thể giao dịch rồi đó. Thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video clip này. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video clip tiếp theo. Bye bye.